Xin chào cả nhà đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt cùng nồi đa năng Amway Queen. Chỉ mới 20 phút trước, Hải Anh còn không biết là sẽ làm món gì ở trong mâm cơm mùa hạ sum vầy hôm nay. Nhưng mà vừa rồi thì Hải Anh vừa nhận được một cái lời nhắn hết sức thân thương của cậu con trai: mẹ ơi, hôm nay là cuối tuần, mẹ làm món gà nhé. Và bây giờ thì Hải Anh đã biết là mình cần phải làm gì vào ngày hôm nay. Cả nhà ơi, hôm nay thì Hải Anh giới thiệu tới cả nhà một cái món ăn ở trong mâm cơm sum vầy với một cái món mà trong văn hóa cổ truyền của mình rất là đậm đặc. Mỗi một mâm cỗ ở trong văn hóa cổ truyền thì không thể thiếu đi con gà. Một mâm cỗ mà thiếu đi con gà chưa được coi là một mâm cỗ sang trọng. Thì hôm nay ở trong cái mâm cơm cuối tuần, mâm cơm sum vầy, Hải Anh có thể rất là băn khoăn để mà làm sao để có thể đáp ứng được khẩu vị cho từng cá nhân ở trong gia đình. Ông xã của Hải Anh thì rất là thích gà hấp muối, Hải Anh thì rất thích gỏi cuốn gà, còn cậu lớn thì lại rất thích gỏi, nhưng mà em bé lại vô cùng yêu thích món cánh gà chiên bơ. Vậy thì làm sao ở trong một cái mâm cơm cuối tuần mà Hải Anh có thể đáp ứng được tất cả khẩu vị của toàn bộ gia đình như vậy, để cho bữa ăn cơm gia đình vừa sum vầy, vừa chia sẻ và vừa gắn kết, đặc biệt là ngon miệng và phù hợp với khẩu vị của từng cá nhân một. Thì nói như vậy nhưng không hề khó. Mời các bạn đi vào bếp cùng Hải Anh nhé. Để cho cái mâm cơm hạ sum vầy hôm nay để có thể đáp ứng được khẩu vị của tất cả mọi người một cách nhanh chóng, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bước mà làm cho cái nồi Amway Queen nó nóng lên. Thì trước tiên là chúng mình sẽ đổ muối vào trong một cái giấy bạc như thế này, xong mình gập lại rồi mình bỏ vào trong nồi. Nhiệt độ ở trong này nó sẽ làm cho nó nóng dần lên. Khi mà chúng ta cho muối vào trong nồi như thế này thì chúng ta sẽ giúp cho cái nồi nóng hơn rất nhiều lần. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sơ chế gà. Khi mà gà đã ráo nước rồi thì bạn biết đấy, trong một con gà thì có rất là nhiều các phần khác nhau, cổ, cánh, chân, đùi, và nó lại vô cùng thích hợp để làm các món ăn khác nhau. Hành sẽ xẻ ra từng phần một. Với một cái bữa cơm cuối tuần thì có lẽ một con gà xả cánh ra cũng chưa đủ, cho nên là mình sẽ dùng thêm một cái phần cánh nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ xả các cái góc ra khác nhau. Đây này, cái phần đùi này này là cái phần mà dành cho ông xã của Hải Anh này, rất là thích ăn gà hấp muối này. Với cái phần lườn này thì mình sẽ có thể là chỉ cần lấy cái phần lườn này để hấp thôi. Và cái phần xương còn lại này thì mình có thể nấu canh, hoặc là nấu canh bí, hoặc là nấu canh khoai, nấu canh bí đao cũng là một cái món ăn mà rất là mát trong mùa hè. Đó, thì hôm nay Hải Anh sẽ không nấu canh bí. Rồi, cái phần lườn này thì bây giờ mình sẽ để sang bên cạnh nhá. Sau khi xả gà xong chúng ta sẽ ướp cánh gà. Bây giờ thì chúng mình sẽ ướp cái cánh gà này để cho nó ngấm nhẹ và để cho lát nữa chiên nó sẽ giòn hơn. Thì đầu tiên mình sẽ cho vào giấm táo, cho nó đều các bề mặt lên. Sau đó thì mình sẽ cho vào một chút mắm, một chút đường và một chút tiêu. Hoặc là có sốt gim rồi thì chúng ta có thể dùng một thìa sốt gim luôn. Khi mà cho giấm với cả cho sốt gim vào thì chúng ta tiếp tục đảo đều và bóp nhẹ trên cái bề mặt để cho cánh nó ngấm ạ. Bây giờ thì cái muối ở trong nồi nó đã rất là nóng rồi. Tiếp đến thì chúng ta dùng được một tờ giấy bạc đặt trực tiếp vào trong cái nồi như thế này. Đó, cho một chút xả lá chanh rải lên đây ạ. Và đặt trực tiếp cái đùi và cái lườn này lên. Ở đây cái gà này chúng ta không cần phải ướp gì cả. Thứ nhất là cái hơi muối nó lên nó cũng sẽ đậm nhẹ một chút. Và mình muốn ăn cái thịt gà nó nguyên bản cho nó ngọt tự nhiên á, thì mình như thế này, nó để trực tiếp vào cái lá chanh và xả như thế này thì nó đã ngấm nhẹ và rất là thơm. Cái lườn này thì lát nữa mình sẽ trộn gỏi và cuốn, còn cái đùi này thì sẽ chặt ra làm gà hấp muối, rất là ngon. Vẫn là một cái chức năng rất là quen thuộc, và Hải Anh thì rất yêu thích cái chức năng này của Queen Amway, đó là nấu được nhiều món.
trong cùng một lúc và nhiều tầng, đặc biệt lại còn giữ được cấu trúc hương vị và sắc màu rất là tự nhiên nữa. Đây là cái cánh gà mà Hánh vừa đã ướp rồi, thì Hánh sẽ cho vào cái tầng trên để hấp cùng. Ở trong cái mâm cơm của ngày hôm nay thì Hánh đứng bếp cho nên là đang rất ưu tiên cái khẩu vị của mình. Ngoài một món gỏi cuốn gỏi ra thì Hánh còn một món rất thích, đó là chân gà rang muối. Cũng cho vào hấp nhẹ cùng với cả, đây gọi là hấp muối. Hấp muối hoặc có thể gọi là nướng muối cũng được ạ. Để cho nó chín, chín sơ để mình chiên cái chân và cái cánh cho nó giòn. 15 phút sau, Hải sẽ quay trở lại để làm các bước tiếp theo. Rồi, bây giờ đã 15 phút thì chúng mình sẽ bỏ cái cánh và cái chân hấp sơ ra khỏi nồi. Cánh gà thì đã hấp sơ rồi. Và bây giờ chúng ta đi vào cái công đoạn đầu tiên để chuẩn bị cho cánh gà chiên bơ tỏi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho tỏi vào dầu để chiên vàng tỏi. Trong cái quá trình mà chờ tỏi vàng này thì chúng ta sẽ đi xóc bột cái cánh gà mà đã hấp sơ. Chúng ta cho vào một cái chậu như thế này, phủ bột lên. Đây là một cái công đoạn rất là quan trọng để quyết định cái miếng gà của chúng ta chiên nó ngon hay không, nó giòn hay không. Ở cái công đoạn này mình bao bột nhưng mà sẽ phải bao rất là nhẹ thôi, giống như là xóc ấy, xóc để cho nó bám nhẹ thôi, không phải là bao cánh giống như là cái cánh gà chiên KFC đâu nha. Cánh gà chiên bơ ấy thì nó chỉ cần giòn một cái bề mặt nhẹ thôi, như thế này, thậm chí là chúng ta còn đập hết đi để cho nó bao nhẹ cái bề mặt, nó giòn cái lớp vỏ cánh thôi. Cuối cùng khi mà tỏi gần vàng ấy thì chúng ta sẽ cho ớt vào đảo cùng để cho cái tỏi nó vàng, nhưng mà cái ớt nó sẽ hơi xe xe nhẹ một chút. Thì lúc này là chúng ta vớt tỏi cùng với cả ớt ra. Khi mà đã vớt tỏi ớt ra rồi thì chúng mình sẽ cho cái cánh, nhớ là trước khi cho mình đập cho nó hết cái bột đi. Đó, mình thả vào. Và lúc này thì mình cho vỉ của nồi lên để một lát nữa khi mà mình vớt cánh gà ra thì nó sẽ ráo. Trong cái quá trình chiên thì chúng ta có thể lật nhẹ cái gà để cho nó vàng đều các mặt. Lúc này thì Hánh quan sát thấy là cái vỏ, cái da của gà nó đã khá là giòn rồi. Mình sẽ để thêm một chút nữa để cho nó vàng đều các bề mặt. Khi mà cánh gà vàng đều các cái bề mặt như thế này thì chúng ta gắp để lên trên này cho nó bớt dầu. Cái lúc này ấy, thì nhìn xem chạm vào các cái bề mặt cánh này thì cái da nó đã rất là giòn rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi xóc cánh gà với cả bơ. Cái công đoạn cuối cùng mình sẽ cho bơ vào, sốt rim. Khi mà bơ với cả sốt rim quyện lẫn vào nhau thì đây là một cái bước mà vô cùng quan trọng. Khi mà bạn có thể nghĩ tới sức khỏe thì bạn sẽ hạn chế con cái của bạn ăn đồ chiên rán. Nhưng đây lại là một cái bí quyết, khi mà con ăn món chiên rán thì bạn có thể cho một chút hành tây hoặc là một chút hành khô vào trong cái món ăn này. Thì bản thân cái củ hành này nó sẽ hút đi những cái mỡ thừa, những cái cholesterol thừa trong món ăn. Khi mà bạn cho bơ với cả cho sốt vào cùng với cả hành nó quyện lẫn thì mình sẽ đảo cho cái hành này nó chín sơ lên. Khi mà cái hành tây nó đã chín sơ như thế này rồi thì mình sẽ cho cánh xuống. Cái lúc này thì mình sẽ xóc đều lên để cho bơ nó bám hết vào cái bề mặt của cái cánh. Khi mà bơ đã bám hết vào cái bề mặt của cái cánh như thế này rồi, lúc này là cái cánh nó vừa mới ngấm sốt. Chúng ta để giữ cái độ giòn của cánh thì không nên để quá lâu ở trong chảo. Và cái bước này là bước cuối cùng, chúng mình sẽ cho cái tỏi giòn với cả ớt vừa rồi vào. Vậy là đã xong món cánh gà chiên bơ. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi bày mâm. Gà hấp muối thì đã chín rồi và ngấm rất là sâu cái mùi lá chanh với cả mùi xả rất là thơm. Và bây giờ thì đã có một cái món mà ông xã của Hánh vô cùng thích thú, đó là gà ngọt thịt nhưng mà thơm. Với cái gà này thì bây giờ chúng ta chỉ cần cho ra đĩa, chặt hoặc là để nguyên như thế này, xé, ăn là xong.
tại thì Hạnh đã vào các cái công đoạn cuối cùng để bày mâm cơm hạ sum vầy. Mình cùng bày cái cánh gà chiên bơ vào mâm cơm nhé. Vậy là đã xong. Mâm cơm có rất nhiều món từ gà, nhưng bạn thấy đấy, mỗi món gà nó có một cái sắc thái, một cái hương vị, một cái cấu trúc khác nhau và tạo nên một cái mâm cơm sum vầy từ gà không hề bị ngán, vô cùng ngon miệng và đầy đủ các cái yếu tố cân bằng. Hạnh tin rằng với mâm cơm hạ sum vầy này, bạn có thể chinh phục được khẩu vị kể cả những thành viên nhỏ tuổi nhất cho tới lớn tuổi nhất, rất khó tính trong gia đình. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi chương trình Gói Chọn Thiên Nhiên vào mâm cơm Việt. Hẹn gặp lại mọi người trong số sau.